đúng là nơi này rồi. Wow, tuyệt vời, ông mặt trời. Chào, lè lè quá đi. Xin chào. Không, tôi đỡ em. Ngọt ngào quá đi. Cái quái gì vậy? Lưng của mình. Anh không cố ý đâu. Cô ấy làm rớt chìa khóa. Phòng 4, tụi mình là bạn cùng phòng. Có người sẽ bất ngờ cho mà xem. Âu, chân của em đau quá. Hốt em đi đi. Giữ chặt đó nha. Baby, em ổn không? Đầu của em. Ngồi xuống đi. Anh sẽ quay lại ngay. Uống nước trái cây nhé. Em sẽ thấy khỏe hơn thôi. Không hề. Đừng buồn mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình ở đây rồi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À ha, mình đã giữ mớ Lego này lại vì lý do chính đáng. Các cậu thuộc về chăn của bạn cùng phòng với mình. Làm vậy thôi chưa đủ. Phải nghĩ cách khác thôi. Xả bài vỏ chuối đã. Phiêu. Phê thật. Anh biết cách giúp cho em rồi. Để anh băng bó cái chân đau của em lại. Đợi chút nhé. Không khó lắm đâu. Anh đã xem hướng dẫn trên YouTube rồi. Còn đau không? Au. Hiểu rồi. Thế này là chưa đủ. Để anh giúp em vượt qua. Sao mình lại? Này, sao anh lại băng bó cho em vậy? Tháo ra đi. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Xin lỗi nha. Đừng xin lỗi nữa. Ô không, em phải đi đây. Em phải tìm phòng nữa. Chìa khóa đâu rồi? Nó đi đâu rồi nhỉ? Cửa không khóa. Hên thật. Bye. Coi quên vali nè. Nặng xỉu. Anh xin lỗi. Bye. Hôn tạm biệt nha. Em phải đi đây. Gặp sau nhé. Chào bạn cùng phòng. Ô chào nha. Có kịch hay xem rồi đây. À, sắp ngã rồi. Mình không phải khúc này. Các cậu ơi, hãy nhấn nút like để mình đừng ngã nhé. Yeah, cảm ơn nhiều. Phiêu, mình phải cẩn thận hơn mới được. Cậu ổn chứ? Căng quá nhỉ? Ngồi xuống đi. Sao lại có Lego trên giường mình thế này? Mình không biết gì cả. Ăn bắp rang bơ đi nè. Không sao đâu, đừng lo lắng. Được thôi. À, bàn tay. Cậu ta thật hài hước. Cố với. Lại là ảnh. Bất ngờ ghê ha. Cậu đang làm mình khó chịu đấy. Xem đây. Au. Mình chịu đủ lắm rồi. Đừng giận mà. Anh tặng hoa cho em nè. Đi ra khỏi đây đi. Mọi chuyện càng tệ hơn mà thôi. Tôi sẽ thêm gia vị vào cuộc sống của cậu. Cũng may là mình biết bắt đầu từ đâu. Đôi giày dễ thương đấy. Không lâu nữa đâu. Bởi vì nó sẽ dính đầy slime hôi thối. Xong. Mình quên mất Lego. Phải dẹp sang một bên cái đã. Để xem trong vali có gì nào. Ảnh. Kinh quá đi. Ê hề, đồ cầu vòng lòe lòe. Nhìn muốn xé hết đi. Mình yếu quá à. Cắt đi vậy. Đây là sai lỗ lỗ. Buster đẹp đấy.
Dẹp đi. Chắc chắn cậu ta đang đi shopping. Mình có thể kiếm cậu ấy ở đây. Lấy gì đây ta? Ngạc nhiên thật. Mình thích cái này. Ồ, trứng sô-cô-la à. Gì vậy? Gì đâu? Bye. Đầu của mình chợt nhảy số. Nhúng quả trứng thật vào sô-cô-la. Đợi một chút cho nó cứng lại. Xong, mình bọc quả trứng bằng giấy bạc thật. Mình cao tay quá ha. Cú lừa đã thành công rồi. Đủ rồi. Quầy tính tiền cũng đã mở. Bộ râu hở ra kìa. Cảm ơn nha. Ngại ghê đó. Đồ của cô đây. Cảm ơn nhé. Lần sau lại ghé nha. Bye. Mình đẹp không nè? Kiểu tóc bơ phạt. Đến lông mày. Mùi khô lông không có cô gái nào có thể cưỡng lại được. Ồ, phải vậy chứ. Mình đã sẵn sàng để lượn lờ rồi. Lắm chuyện thật. Dây giày lại tuột ra rồi. Oh yeah. Đã đến lúc đặt bơm rồi. Xong. Xong xuôi rồi. Có ai ở đây không? Trông cũng an toàn nhỉ. Ôi là trời. Cậu ta đã làm gì với đồ của mình vậy? May là mình có đem theo đồ ăn vặt nè. Nó không bao giờ làm mình thất vọng. Kinder bất ngờ là nhất. Ồ, ghê quá à. Đây không phải là bất ngờ hay ho gì. Mình phải thay đồ thôi. Bộ này được nè. Ừ, đồ mình bị phá hết trơn rồi. Cả giấc mơ về chiếc xe đạp mới nữa. Mình sẽ cố gắng cứu tấm poster. Cũng không đến nổi. Ồ, mình trễ học rồi. Thay giày lẹ rồi đi thôi. Yêu ơi, quan trọng là mình không còn thời gian để thay nữa. Nhưng em không hề thất bại. Em là người khó tin. Anh có đang lắng nghe không vậy? Này, trông khùng thật chứ. Tội nghiệp. Chào. Tặng cho em nè. Cảm ơn anh nhiều nhé, Hughie. Còn quà của em đâu? Đây nè. Gậy bóng chày. Quý hóa quá. Cầm lấy. Kích hoạt quả bơm thôi nào. Đây là do em. Tại em cả đấy. Đưa điều khiển đây cho anh. Em đừng hòng lấy lại được. Gì chứ? Tại ảnh sao? Tại anh ấy đó. Hiểu lầm thôi mà. Tôi đi đây. Mình thích cậu một trận. Một trận khiêu vũ. Chấp nhận lời thử thách. Mình là vua sàn nhảy đó nha. Dream là tên đệm của mình mà lì. Xem rồi học hỏi nè. Ai cha, ấn tượng sương sương đấy. Giờ hãy chóng mắt xem người chuyên nghiệp nhảy nè. Ánh sáng, lên nhạc, vào việc. Khán giả sẽ quyết định trận chiến này. Hãy nhấn nút thích nếu cậu thích mình nhảy nhé. Hãy bình luận bên dưới để bình chọn cho mình nha. Người chiến thắng là Ad. Mình chả quan tâm. Cậu nhận bó hoa này đi. Yeah, mình thắng rồi. Em ấy đâu rồi nhỉ? Kìa. Đừng khóc nữa nhé. Đi ra đi. Tôi không muốn thấy anh đâu. Đợi đã.
Mình làm gì bây giờ? Xe đạp. Đây là ước mơ của cô ấy. Mình sẽ tặng cô ấy chiếc xe đạp. Gì chứ? 700 đô à? Mình còn mỗi 1 đô thôi. Phải kiếm 699 đô còn lại thôi. Em gọi pizza à? Hả? Vâng. Là anh sao? Còn tiền thì sao? Các cậu nhấn like để giúp mình kiếm tiền nhé. Cảm ơn nhiều nha. Mình làm được rồi. Hy vọng chiếc xe đạp này sẽ làm cô ấy vui lên. Mình là vũ công giỏi nhất. Chúa ơi, cái gì vậy? Xe đạp à? Mình luôn muốn có một chiếc. Không thể tin vào mắt mình luôn. Xe đạp, tặng cho em hả? Đúng vậy, tặng cho em. Thôi xong rồi. Cả hoa nữa nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Muốn cưỡi không nào? Còn phải hỏi. Để anh đỡ. Em không giỏi đạp xe cho lắm. Anh sẽ dạy cho em. Đi thôi. Công cốc thôi. Cái gì đây? Thư à? Món quà này tặng cho em đấy. Yêu em, Ed. Ủa? Anh đùa em à? Mình không nên ở đây thì hơn. Ed, đợi đã. Em đến đi. Yeah, mình thuần thục rồi nè. Wow, nhà đẹp quá. Đúng là kinh khủng. Chỗ này thích ghê. Dừng lại. Đi đứng cẩn thận chứ trời. Xin lỗi, mình không cố ý mà. Không tin nổi. Đây là chỗ của mình. Không được lấn qua nha. Ai thèm quá. Trắng quá đi. Phải thêm màu sắc mới được. Yes. Có nhiều dùng hết luôn. Con lăn to nữa. Sơn thôi. Trời ơi, ai mà sơn kiểu đó. Dở hơi. Ấn nút bí mật nè. Chọn cái nào đây ta? Búa hay bút dạ hay cọ hay súng? Quá rõ ràng rồi. Súng chứ gì nữa. Mình đầu hàng. Đủ đồ nghề rồi. Đổ sơn vào. Lên đạn và bắn thôi. Xong. Thế mới là sơn chứ. Của mình đáng yêu hơn. Nhà của mình là nhất. Phải trang trí mái nhà nữa nhỉ. Đúng rồi. Chắc trong túi có gì đó hay ho. Oh yeah, giấy dán. Ủa, không được lấn qua cái vạch nha. Dán chúng lên thôi. Dễ ẹt. Xong. Wow. Đẹp chưa nào? Yes. Wow. Ồ, cảm ơn. Tâm huyết của mình mà. Yêu, màu mè hoa lá hẹ. Hay gớm. Mình sẽ khoan ván vào đây. Giữ cho chắc nha. Cắt các hình tam giác ra. Đưa mình sơn với. Trời. Nhắm. 1, 2, 3. Xong. Đáng yêu. Đáng yêu.
lộng lẫy mới đúng. Wow, mình cần nhiều vật liệu xây dựng hơn. Gớm, xinh quá. Không thể tin nổi. Làm ngay thôi nào. Nhà thì phải có cửa chứ. Mình giỏi ghê luôn. Sếp thì quên mất cửa sổ rồi. Cửa sổ sẽ nằm ở đây. Khoan cho chắc vào nha. Wow. Oh. Nhạt nhẽo quá đi. Thế này mới đẹp chứ. Cửa sổ của mình. May là sửa cũng dễ. Lắp cửa chính vào thôi. Bạn thích chứ? Mình cũng vậy. Thêm vòm nữa. Wow, đẹp xỉu nha. Cửa nhà mình đẹp kinh hồn. Mình sẽ lắp vào đây. Không phải việc của bạn. Đi chỗ khác đi. Cửa chắc chắn rồi nè. Thêm khung vào nào. Cửa sổ nữa. Tránh ra. Wow. Xong rồi đó. Cha cha cha. Làm lối đi trong vườn bằng gì đây? À, biết rồi. Phải tìm trong túi thử. Cuốn sách. Rất nhiều sách. Vào việc thôi nào. Một cuốn. Hai cuốn. Nhiều cuốn nữa. Xong rồi. Yay. Ghê đó. Dùng phép nào. Sóc, ếch và lợn rừng. Ồ, gì thế này? Phép thuật có thật. Ow. Mình hơi quá tay rồi. Đúng rồi, đây là đồ làm đường. Quá dữ luôn. Đi đâu rồi nhỉ? Hả? Dám tô màu vạch phân cách. Tức quá đi. Phải tống khứ đống màu mè này. Đừng có mà tô vẽ lung tung nữa. Mình ghét màu mè. Mình nói chưa rõ à? Có vậy mà cũng bực nữa. Hàng rào này sẽ ngăn được bạn ấy. Mấy bạn cười hợp hơn đó nha. Đẹp rồi nè. Đúng rồi. Mình cần bút chì to hơn. Thật nhiều bút chì. Bắt đầu chế tạo nào. Khoan các bút chì vào đế. Hàng rào tươi sáng đáng yêu. Quá xinh. Có gì mà vui dữ vậy? Khoan đã. Mặt cười à? Mình ghét mặt cười. Thế này mới đúng. Nhà mình cứ thiếu thiếu cái gì đó. Mà là gì nhỉ? À, biết rồi. Hòm thư. Hình những ngôi nhà tươi sáng gắn lên trên hàng rào. Chào mừng. Có thư chưa nhỉ? À, nhện. Xin lỗi, không sợ chút nào. Còn đáng yêu. Về nhà đi cưng à. Nhát thế. Ơ, à, sao bạn ở đây? Đi chỗ khác đi. Mình cũng cần hòm thư. Oh yeah. Một chậu cây độc. Đặt ở đâu đây nhỉ? Mình sẽ mượn bút chì nhà hàng xóm. Chắc không sao đâu ha. Ở đây nha, hòm thư độc. Chà, mình phải bày thêm bồn hoa nữa. Mình sẽ gieo hạt vào đất. Rồi tưới nước, tất nhiên rồi. Hoa lớn hết rồi nè. Wow,
Hoa thơm quá đi. Càng nhiều màu sắc càng vui. Oh yeah, tuyệt quá à. Chuyện gì thế? Vậy nào, để mình giúp. Tại hoa hả? Bạn cứ lấy thêm đi. Không sao cả. Cũng được. Mình không thích hoa sáng màu. Phải màu tím mới được. Bạn ấy định làm gì thế? Sắp cắt xong hết đống này rồi. Xong rồi nè. Tiếp theo, gom giấy lại với nhau. Trong chống gió cầu vồng đã xong rồi. Cắm lên mái nhà nào. Ừ, chán phèo. Mình sẽ cắm cờ cướp biển. À, bão tới. Phải gắn chặt cờ thôi. Coi chừng đó. Bạn vào trong không? Tất nhiên là không rồi. Không, mình vào nha. À! Đáng yêu ghê. Nhưng trống trải quá đi. Gắn đèn neon trước nào. Xong rồi. Làm gì tiếp đây? Đừng nhìn trộm nha. Trải gối mềm mại dưới sàn. Oh yeah, tuyệt. Phew, nghỉ ngơi thôi. Ủa, mình cần cái bàn. Mình sẽ làm bằng lớp ô tô. Thêm mặt bàn vào. Để được hết đồ thiết yếu luôn nè. Bút dạ nữa chứ. Ủa, bị bẩn rồi. Khoan đã. Không được bỏ cuộc. Bạn, nhắm mắt lại đi. Chà, bộ đồ mới còn đẹp hơn bộ cũ nữa. Gì vậy? Đúng rồi. Mình sẽ treo mấy cái nhà xinh ở đây. Treo thêm dây cầu tua nhiều màu sắc lên trần cũng đẹp. Cả tường nữa nha. Chụp hình kỷ niệm. Để xem hình có đẹp hay không. Không ngờ đến luôn. Thôi cứ chụp tiếp đã. Dây ảnh của mình quá trời xinh đẹp luôn. Trong này tối quá đi. Làm gì trước đây ta? Chắc là nên gắn đèn trước. Sáng lên. Tránh ra. Chiếc kệ này đủ để đựng đồ đạc của mình rồi. Đến phần thú vị nào. Keo nóng. Sơn. Wow. Và cây nến nhỏ. Vậy là đủ để làm đèn nến rồi. Mình đã tạo nên một kiệt tác. Đến thứ quan trọng nhất nào. Gối mềm mại. Gắn đầu lâu và mạng nhện lên tường nữa. Đặt quả cầu ma thuật lên tủ đầu giường. Mình muốn xem tương lai. Tiếng gì lạ thế? Này cầu vồng, bạn làm gì thế? Mình đang tưới hoa kế bên ngôi nhà đáng yêu nhất. Nực cười quá đi. Nhà mình mới là nhất. Nhà mình. Nhà mình. Không, mình. Thôi đi. Bạn với ngôi nhà cầu vồng làm mình phát mệt à. Sao bạn dám hả? Xem đi. À, tóc giả hả? Soi gương đi. Bạn làm gì thế này? Thôi ngay đi. Các bạn đã bị bắt vì gây mất trật tự. Mình bị bắt oan. Gặp luật sư của mình đi. Chụp cho đẹp vào đó nha. Ừ, Barbie. Thả mình ra. Ta kẹt với nhau mãi mãi rồi nhỉ. Lần đầu tiên gặp phải các tù nhân kiểu này đó. Bận quá đi à. Thả mình ra. Được, mình sẽ tự thoát ra vậy. Hmm.
được nè. Phòng của mình sẽ rực rỡ như đang mở tiệc. Không một hạt bụi nào luôn. Ở đâu chui ra vậy? Biến đi đồ chuột chuỗi. Ở đâu thì lăn về đó giùm đi. Vậy đó, giờ thì phải sửa lại cái sàn rồi. Đào thất bại rồi. Bước cuối cùng nè. Mình muốn người thương nhìn mình mọi lúc. Rose của mình là nhất. Đến giờ trà rồi. Ken à, cùng làm tiệc trà thôi nào. Buổi hẹn thật tuyệt vời. Hy vọng bạn sẽ thích trà xanh. Uống vì tình yêu của đôi ta. Bạn đang đến, trốn đi. Bữa trưa đây. Chúc ngon miệng nha. Ôi trời, trông mình ổn chứ? Gương kia ngự ở trên tường vẫn đẹp như thường thôi. Còn tốt hơn nữa, chiếc gương siêu hợp với phòng của Barbie. Không, cốc. Thế này không được. Hồng lên nào. Bê quá đi. Tường rỗng. Nào Quốc ơi, mở đường tới tự do nào. Tịch thu nha. Bữa trưa nè. Cái này vô dụng. Chào. Nhưng mà mình đang làm. Đưa giúp mình cái túi được không? Cái có gai ấy hả? Ừ, có son môi ở trong đó đó. Từ từ đã. Đây hả? Không, son môi cơ. Cái này. Ôi trời. Thôi bạn tự đi mà tìm đi. Gương là dụng cụ tốt nhất để theo dõi. Tuyệt vời. Ken đang bận. Dùng son môi thuốc nổ thôi. Đường đến tự do đây rồi. Ôi trời. Chụp được rồi. Ô Ken. Ô, thanh sắc yếu xìu. Có vấn đề gì sao? Mình làm đồ thủ công ấy mà. Tặng cho bạn nè Ken. Thiệp Valentine trong tù. Mình cũng làm được chứ bộ. Hồng luôn đẹp hơn. Tặng cho bạn nè. Trái tim tình yêu của mình. Ken ngủ rồi sao? Hay lắm. Đến lúc mascara hình dũa phát huy tác dụng rồi. Ôi trời. Bắt được rồi. Về lại phòng giam đi nào. Bạn là kẻ thù số 1 của mình. Mình không thể thả được. Luật là thế mà. Răng mịn. Nhìn với, nó có đó không? Bình tĩnh, không sao đâu mà. Mình phải làm sao đây? Từ bỏ không phải là lựa chọn đâu. Mình vừa nghĩ ra ý này nè. Mình sẽ mượn tay phải của bạn. Mình sẽ lấy chúng. Được rồi. Ủa, trả chìa khóa lại đây. Còn cái tay, mình sẽ xử lý bạn ngay. Nhẫn. Mình đồng ý Ken nè. Tay. Bạn dám gài mình. Giải quyết như đàn ông nào. Ôi, chàng trai mạnh mẽ. Xấu hổ thật chứ. Bạn là đối thủ khá mạnh đó. Mình không nhận bạn. Bạn thấy kết phim thế nào? Anh ấy mất cánh tay luôn. Bạn không ghen tị với tay bạn đâu nhỉ? Ồ, mình muốn uống coca. Cảm ơn. Bạn ấy bị làm sao vậy? Thì ra Ken là fan của TikTok. Kế hoạch hay đó. Nhảy đi nào Ken. Oh yeah, gu mình. Xin chào. Thôi kệ, mình đi đây. Khoan đã, bạn quay mình nhảy nha. Bạn ở đây làm gì thế? Vào phòng giam nhanh lên. Muốn có ảnh tự sướng mới quá đi. Không, không có góc nào đẹp cả. Alo, chào Barbie. Chào bạn thân.
À, cảm ơn đã đến nha. Sao không đến được? Bạn không được bỏ lỡ tiệc Barbie xịn nhất năm đâu đó. Không được. Ken đó hả? Đang ve vãn Barbie xấu kìa. Được lắm Ken, đủ lắm rồi. Xin phép nha, cho mình sử dụng kẹp tóc. Mình học trong lớp giữ nhà đó. Bạn đi được rồi. Tạm biệt đồ lừa tình. Ken, bạn kể chuyện nghe hay ghê. Nhưng mình hứng thú với chìa khóa hơn cơ. Cảm ơn. Barbie của mình đâu rồi? Yeah yeah. Hình như Ken thích Barbie tốt rồi. Sao bạn lại chạy khỏi mình chứ? Này chàng si tình. Gì hả? Mình sẽ giúp bạn về với Barbie. Đầu tiên là tiệc trà. Mình làm được. Bắt đầu. Uống, uống. Nhanh lên đi. Tiếp theo. Hoa. Đây hả? Không, dù sao cũng là Barbie. Người ta thích hoa giả cơ. Ồ, hợp lý. Hai bước rồi đó, còn một nữa thôi. Ồ không. Sao không chứ? Không mà. Trượt ba tin. Mình tin ở bạn Ken à. Đừng ngã nha. Ủa? Mình biết cách rồi nè. Dời tiệc Barbie vào tù. Đến đây nào. Để mình giúp. Đây, sang trái một tí. Tốt lắm. Mình sẽ trang trí song sắt. Tuyệt đẹp. Để mình sửa. Mình chuẩn bị đồ ăn rồi nè. Tốt lắm. Chuẩn bị bữa tiệc này mệt thật đó. Barbie. Anh ấy kìa. Chào Ken. Mình chỉ quan tâm bạn thôi Ken à. Cảm động quá. Ồ, giày trượt patin. Mình muốn thử lâu rồi. Mary, chị ơi, sao chị không tỉnh lại vậy? Chắc phải ở đây một thời gian rồi. Thôi ngủ một lát đã. Yeah, cuối cùng mình cũng tỉnh rồi nè. Cảm giác có hơi lạ. Không sao, chắc tí hết thôi. Cái gì? Cơ thể của mình. Ai hét thế? Mary, chị tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ nha. Khoan đã, Claire. Đúng là phép màu mà. Chị mình tỉnh rồi. Người chị đang hôn mê ấy hả? Bạn mất trí rồi sao? Sao lại như vậy chứ? Ma! Claire à, đừng hét mà. Em phải giúp cho chị quay lại cơ thể. Được chứ? Thử đổi máy thở xem sao. Không được rồi. Hay ghép bùa hộ mệnh lại như lần trước ấy. Ý hay nha. Mong là được ha. Thua rồi. Chị đã nghĩ ra cách rồi nè. Chị sẽ nhảy vào cơ thể. Ôi trời. Chuẩn bị đi cơ thể. Mary, chị đâu rồi? Ao. Hả? Cửa hàng? Hôm nay mình có định đi mua sắm đâu. Đừng làm thế. Có cơ bắp làm chi mà không dùng hả? Nhanh lên. 5 phút nữa đóng cửa mà mua cả xe. Bọn họ không thấy mình. Có trả tiền tăng ca không? Thôi nào. Mary, kế hoạch thất bại rồi. Làm sao bây giờ đây? Ôi trời. Cái gì đây? Cái này của ai thế nhỉ? Thiên thần tập sự. Nghĩa là sao thế? Hình như đang ở đây đó. Ủa, cua có hơi gắt tí đó mà. Chào, mình là thiên thần. Chị còn nhớ lần trước chứ? Mình là thiên thần tốt mà. Danh sách việc tốt đây nè. Nếu bạn hoàn thành hết, mình sẽ giúp bạn quay lại cơ thể. Nhiệm vụ đầu tiên là cứu cô gái bị bắt nạt. À, hiểu rồi. Tệ quá.
quá tệ. Cô gái Mary này làm người xấu quá giỏi luôn. Vĩnh biệt em gái đi là vừa. Linh hồn của bạn sẽ thuộc về mình. Nhìn trộm hả? Ra chỗ khác chơi đi. Chào Ben. Chào đồ thua cuộc. Đủ rồi, quên bắt nạt. Rồi sao nào? Áo! Không thấy cửa mở ra hả? Tuyệt vời. Lên đi, Mary. Mua sách hả? Cứu với. Giờ thì ai thua cuộc đây? Cảm ơn Claire. Bạn dũng cảm quá đi. Không có gì đâu. Ồ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo nào? Giúp một đứa trẻ. Ồ, hiểu rồi. Biệt đội song sinh đến đây. Mùi gì thế này? Mùi thiên thần. Ồ, thì ra là như vậy. Đồ chơi bị hư rồi. Có ai không? Bệnh nhân đâu rồi? Chị là bác sĩ Claire đây. Cậu bé đáng thương sẽ được chữa trị ngay. Xem con rết xấu xí nè. Được rồi mà. Chị xin lỗi. Chúng ta đến giúp đỡ chứ không phải phá hoại đâu. Để chị sửa cho. Xong. Đừng dọa con bé chứ. Bé ơi, Pikachu của em xịn như mới rồi nè. Nhìn đi, Pikachu. Hay lắm. Ồ hả, may ghê. Thành công rồi. Chúng ta giỏi quá đi à. Ủa, kẹt rồi. Cứu mình với. Đợi chút nha, để bọn mình giúp cho. Rồi đó. Để mình cầm hồ sơ cho ha. Bạn là của mình. Mình không muốn đi với ác quỷ đâu. Để mình tìm cách. Thả khách của mình ra đi. Chạy đi Mary. Thiên thần, mình nợ bạn lần này nha. Bye, chúc may mắn. Chị xem bên kia đi. Có gì đâu. Em hiểu làm nhiệm vụ rồi. Đừng có hét với em mà. Người điên xuất hiện kìa. Sao lại là ca của mình chứ? Hỏi nhân viên thử xem sao đi. Xin lỗi, chỗ bạn có bán cuốn không? À, cuốn. Có chứ. Cuốn xinh nè. Ý là cuốn thật ấy. Có luôn. Đợi chút nha. Nè, nhìn siêu thật luôn á. Chạy đi, Hachiko. Nè, mua mình đi. Không, không phải hả? Ồ, có cuốn nhỏ hơn luôn nè. Không phải. Khác nữa hả? Đồ ăn cho cuốn thì sao nào? Không. Vậy thì mình không giúp được cho bạn rồi. À, các bạn đến cửa hàng thú cưng xem đi. Chắc được đó. Đến rồi nè. Vào thôi. Xin chào. Bọn mình cần mua một chú cuốn. Đóng cửa rồi bạn ơi. Làm ơn đi mà. Mình không giúp cho bạn được rồi. Gì thế nhỉ? Nhận nuôi chú cuốn này không? Miễn phí luôn. Nhìn kìa, nó thích bạn rồi. Ờ được, mình nuôi. Bạn cuốn tuyệt vời nhất đây rồi. Mình chỉ cần cuốn thôi mà. Ồ, ai ước có cuốn nào? Cuốn đây nè. Đâu có dễ như vậy. Mình có đặt đâu nhỉ? Linh hồn bạn là của mình. Đừng hòng ngăn cản ác quỷ nha. Cuốn ơi, lại đây nào. Bé cưng đáng yêu của mình. Chào mẹ mới đi nào. Cái gì? Nhiệm vụ hoàn thành rồi à? Không, không, không. Ồ, chết rồi. Mình bị làm sao thế này? Chị mình. Cảm ơn món quà nha. Không có gì. Mary, em phải làm sao đây? Thất bại rồi. Tất cả nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mình cũng đã được thăng chức. Nghĩa là mình có thể làm việc này. Mình bị sao thế này? Chị ấy tỉnh rồi kìa. Ồ, thiên thần. Mary à, chị đã tỉnh lại rồi. Em vui quá.